Điều học thứ 9 342 Lúc bấy giờ Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành xá vệ kỳ viên tu viện của ông cấp cô độc. Vào lúc bấy giờ, Đại Đức u ba con trai dòng Thích Ca, gây chuyện bất đồng với các tỳ khưu nhóm lục sư. Vì ấy sau khi phạm tội xuất ra tinh dịch có sự cố ý đã thỉnh cầu hội chúng hành phạt án treo về tội ấy hội chúng đã ban cho vị ấy hành phạt án treo về tội ấy. Vào lúc bấy giờ, thầy thành xá vệ, có buổi trai phạm của phường hội nọ. Vị ấy đang chịu hành phạt án treo, nên đã ngồi chỗ ngồi cuối cùng trong nhà ăn. Các tỳ khâu nhóm lục sư đã nói với các cư sĩ ấy điều này. Này các đạo hữu, vị này là Đại Đức Upananda, con trai dòng thích ca, được quen thuộc với quý vị là vị thường tới lui với các gia đình là vị thọ dụng vật tính thí bằng chính bàn tay đã gắng sức làm xuất ra tinh dịch vị ấy sau khi phạm tội xuất ra tinh dịch có sự cố ý đã thỉnh cầu hội chúng hành phạt án treo về tội ấy hội chúng đã ban cho vị ấy hành phạt án treo về tội ấy vị ấy đang chịu hành phạt án treo nên nó ngồi chỗ ngồi cuối cùng trong nhà ăn các tỳ khưu ít ham muốn tự biết đủ khiêm tốn có hối hận ưa thích sự học tập các vị ấy phàn nàn phê phán chê bai rằng vì sao các tỳ khưu nhóm luật sư lại công bố tội xấu của vị tỳ khưu đến người chưa tu lên bậc trên khi ấy các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn khi ấy đức thế tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng này các tỳ khưu nghe nói các ngươi công bố tội xấu của vị tỳ khưu đến người chưa tu lên bậc trên có đúng không vậy bạch thế tôn đúng vậy đức phật thế tôn đã khiển trách rằng này những kẻ rồ dại vì sao các ngươi lại công bố tội xấu của vị tỳ khưu đến người chưa tu lên bậc trên vậy này các tỳ khưu sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin này các tỳ khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Và dạ này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu nào công bố tội xấu của vị tỳ khưu đến người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội ưng đối trị, ngoại trừ có sự đồng ý của các tỳ khưu. 343. Vị nào là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có dây cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên mười năm tỳ khưu mới tu dưới năm năm hoặc trung niên trên năm năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu, vị đi khất thực là tỳ khưu, vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu vị mặt y đã được cắt rời là tỳ khưu là tỳ khưu do sự thừa nhận là tỳ khưu do tự mình xác nhận là tỳ khưu khi được đức phật nói rằng này tỳ khưu hãy đi đến vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu vị hiền thiện là tỳ khưu vị có thực chất là tỳ khưu vị thánh hữu học là tỳ khưu vị thánh vô học là tỳ khưu vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót đáng được duy trì là Tỳ Khưu. Ở đây, vị Tỳ Khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất, bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót đáng được duy trì, vị này là vị Tỳ Khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Của Tỳ Khưu nghĩa là của vị Tỳ Khưu khác. Tội xấu nghĩa là bốn tội bất cộng trụ và mười ba tội tăng tàn người chưa tu lên bậc trên nghĩa là trừ ra tỳ khưu và tỳ khưu ni các người còn lại là người chưa tu lên bậc trên công bố nghĩa là vị công bố đến người nữ hoặc đến người nam hoặc đến người tại gia hoặc đến vị xuất gia ngoại trừ có sự đồng ý của các tỳ khưu nghĩa là trừ ra có sự đồng ý của các tỳ khưu có sự đồng ý của các tỳ khưu có sự giới hạn về tội, không có sự giới hạn về gia đình. Có sự đồng ý của các tỳ khưu có sự giới hạn về gia đình, không có sự giới hạn về tội. Có sự đồng ý của các tỳ khưu có sự giới hạn về tội và có sự giới hạn về gia đình. Có sự đồng ý của các tỳ khưu không, không có sự giới hạn về tội và không có sự giới hạn về gia đình. Có sự giới hạn về tội nghĩa yani là các tội được xét đến nên công bố với chừng ấy tội có sự giới hạn về gia đình, nghĩa là các gia đình được xét đến, nên công bố đến chừng ấy gia đình. Có sự giới hạn về tội và có sự giới hạn về gia đình, nghĩa là các tội được xét đến và các gia đình được xét đến, nên công bố với chừng ấy tội đến chừng ấy gia đình. Không có sự giới hạn về tội và không có sự giới hạn về gia đình, nghĩa là các tội không được xét đến và các gia đình không được xét đến, nên công bố với chừng ấy tội đến chừng ấy gia đình. 345 Khi có sự giới hạn về tội, từ ra các tội được xét đến vị công bố các tội khác thì phạm tội ưng đối trị. Khi có sự giới hạn về gia đình, từ ra các gia đình được xét đến vị công bố đến các gia đình khác thì phạm tội ưng đối trị. Khi có sự giới hạn về tội và có sự giới hạn về gia đình, từ ra các tội được xét đến và trừ ra các gia đình được xét đến vị công bố các tội khác đến các gia đình khác thì phạm tội ưng đối trị. Khi không có sự giới hạn về tội và không có sự giới hạn về gia đình thì vô tội. 346. Tội xấu nhận biết là tội xấu, vị công bố đến người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội ưng đối trị, ngoại trừ có sự đồng ý của các tỳ khưu. Tội xấu có sự hoài nghi, vị công bố đến người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội ưng đối trị ngoại trừ có sự đồng ý của các tỳ khưu. Tội xấu lầm tưởng không phải là tội xấu, vị công bố đến người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội ưng đối trị, ngoại trừ có sự đồng ý của các tỳ khưu. 347. Vị công bố tội không phải là tội xấu thì phạm tội tác ác. Vị công bố sự vi phạm tội xấu hoặc tội không xấu của người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội tác ác không phải là tội xấu, lầm tưởng là tội xấu, phạm tội tác ác. Không phải là tội xấu, có sự hoài nghi, phạm tội tác ác. Không phải là tội xấu, nhận biết không phải là tội xấu, phạm tội tác ác. 348 Vị tuyên bố về sự việc không tuyên bố về tội, vị tuyên bố về tội không tuyên bố về sự việc, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ 9 Điều học thứ 10 349 Lúc bấy giờ Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Alavi nơi tháp thờ Aga La vào lúc bấy giờ trong khi thực hiện công trình mới các tỳ khưu ở thành Alavi tự đào và bảo đào đất dân chúng phàn nàn phê phán chê bai rằng tại sao các sa môn thức tử lại tự đào và bảo đào đất các sa môn thức tử giết hại mạng sống chỉ có một giác quan các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn phê phán chê bai các tỳ khưu ít ham muốn tự biết đủ khiêm tốn có hối hận ưa thích sự học tập các vị ấy phàn nàn phê phán chê bai rằng vì sao các tỳ khưu ở thành alavi lại tự đạo và bảo đạo đất Khi ấy các vị tỳ khâu ấy Đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn Khi ấy Đức Thế Tôn Nhân lý do ấy Nhân sự kiện ấy Đã triệu tập hội chúng tỳ khâu lại Và đã hỏi các tỳ khâu rằng Này các tỳ khưu Nghe nói các ngươi tự đạo Và bảo đạo đất có đúng không vậy Bạch Thế Tôn đúng vậy Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng Này những kẻ rồ dại vì sao các ngươi lại tự đào và bảo đào đất vậy này những kẻ rồ dại bởi vì dân chúng nghĩ rằng có mạng sống ở trong đất này những kẻ rồ dại sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin này những kẻ rồ dại hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin và này các tỳ khưu các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy vị tỳ khưu nào tự đào hoặc bảo đào đất thì phạm tội ưng đối trị 350 vị nào là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy có giai cấp như vậy có tên như vậy có họ như vậy có giới hạnh như vậy có trú xứ như vậy có hành xứ như vậy là vị trưởng lão trên mười năm tỳ khưu mới tu dưới 5 năm năm hoặc trung niên trên năm năm vị ấy được gọi là vị nào tỳ khưu vị đi khất thực là tỳ khưu vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu là tỳ khưu do sự thừa nhận là tỳ khưu do tự mình xác nhận là tỳ khưu khi được đức phật nói rằng này tỳ khưu hãy đi đến vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu vị hiền thiện là tỳ khưu vị có thực chất là tỳ khưu vị thánh hữu học là tỳ khưu vị thánh vô học là tỳ khưu vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót đáng được duy trì là tỳ khưu ở đây vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót đáng được duy trì vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Đất nghĩa là có hai loại đất, đất màu mỡ và đất không màu mỡ. Đất màu mỡ nghĩa là thuần đất, thuần sét, có ít đá, có ít sỏi, có ít mảnh sành, có ít sạn, có ít cát, phần lớn là đất, phần lớn là sét. Đất chưa được đốt cháy là đất màu mỡ được nói đến. Đóng đất hoặc đóng sét được thấm nước mưa hơn 4 tháng đây cũng được gọi là đất màu mỡ. Đất không màu mỡ nghĩa là thuần đá, thuần sỏi, thuần mảnh xanh, thuần sạn, thuần cát, có ít đất, có ít đất sét, phần lớn là đá, phần lớn là sỏi, phần lớn là mảnh xanh, phần lớn là sạn, phần lớn là cát đã được đốt cháy là đất không màu mỡ được đề cập đến. Đống đất hoặc đống sét được thấm nước mưa chưa tới 4 tháng, đây cũng được gọi là đất không màu mỡ. 351 Đào là tự mình đào thì phạm tội ưng đối trị. Bảo đào là bảo người khác đào thì phạm tội ưng đối trị. Được ra lệnh một lần, mặc dầu vị kia đào nhiều lần, vị ra lệnh chỉ phạm một tội ưng đối trị. 352 Đất nhận biết là đất, vị tự đào hoặc bảo đào, hoặc làm dở ra, hoặc bảo làm dở ra, hoặc đốt cháy, hoặc bảo đốt cháy, thì phạm tội ưng đối trị. Đất có sự hoài nghi vì tự đào hoặc bảo đào hoặc làm dở ra hoặc bảo làm dở ra hoặc đốt cháy hoặc bảo đốt cháy thì phạm tội ưng đối trị. Đất lầm tưởng không phải là đất vì tự đào hoặc bảo đào hoặc làm dở ra hoặc bảo làm dở ra hoặc đốt cháy hoặc bảo đốt cháy thì vô tội. Không phải đất lầm tưởng là đất phạm tội tác ác. Không phải là đất có sự hoài nghi, phạm tội tác ác. Không phải là đất, nhận biết không phải là đất thì vô tội. 353 Vị nói rằng, hãy tìm vật này, hãy bố thí vật này, hãy mang lại vật này, có nhu cầu về vật này, hãy làm vật này thành được phép, không cố ý khi thất niệm, vị không biết, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ 10 Phần nói dối là phần thứ nhất Tóm lược phần này Dối, mắng nhiếc, đâm thọc Câu pháp nằm hai điều Với người biết thực chứng Tội xấu diệt đào đất